Chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên đây mình đang là chiếc Realme 6. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn các bài test hiệu năng ở trên sản phẩm này. Và cụ thể hai tựa game trong video ngày hôm nay mình test đó chính là PUBG Mobile và Liên Quân Mobile. Rất là quen thuộc rồi đúng không? Để xem là con chip Helio G90T được trang bị ở trên sản phẩm này thì nó có tối ưu hóa tốt hay không. Trước đây thì con chip Helio G90T này thì mình đã từng thấy nó trang bị ở trên chiếc Redmi Note 8 Pro. Tuy nhiên thì trong quá trình mình sử dụng chiếc Redmi Note 8 Pro ấy, cũng như ở chơi game ấy, thì con chip này nó khá là nóng. Để xem là ở trên chiếc Realme 6 này thì nó sẽ đem lại chúng ta một cái nhiệt độ khi mà chơi game nó sẽ như thế nào nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem cái điểm số AnTuTu. Về điểm số AnTuTu thì nó đạt lên tới là 290.000 điểm, một cái điểm số cũng rất là cao. Điểm CPU đạt được đây là 94.000, còn điểm GPU đạt được là 79.000 với nhân GPU là Mali G76MC4. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào game nhá. Đầu tiên là tự game PUBG Mobile. Và đây thì mình đã vào sẵn bên trong rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái phần đồ họa. Về đồ họa thì chiếc máy này nó có thể bật được đồ họa ở mức là HD là cao nhất rồi. Và tốc độ cung hình nếu như để ở đồ họa HD chỉ là cao thôi, tức nghĩa là các bạn có thể chơi được ở mức là 30fps. Còn nếu như mà các bạn giảm xuống cân bằng hoặc là giảm xuống mượt thì các bạn có thể chơi được ở mức đồ họa là cực cao, thì có thể đẩy lên được mức là 40 hoặc là hơn 40fps. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi mắc đồ họa trên sản phẩm này nhé, với đồ họa là HD và tốc độ cung hình là cao. Mình sẽ bật cái tính năng thử răng cưa lên này, sau đó là tắt cái tính năng tự điều chỉnh đồ họa đi. Ok rồi, đó. Ok, giờ thì mình sẽ vào bằng một trận nhá. Ok, mình đã vào bên trong sảnh chờ. Hiện tại thì khi mà mình mới vào game thì nó đã có một chút là ấm ấm nhẹ ở khu vực gần cụm camera này và phần khung viền thấy luôn. Phần chất liệu hoàn thiện của sản phẩm này thì nó được làm từ nhựa, mà lưng sau cũng như phần khung viền của nó cũng được làm từ nhựa. Vậy nên là khả năng dẫn truyền nhiệt của nó thì nó không nhanh bằng so với bằng kính hay là kim loại, và khả năng tản nhiệt của nó cũng không tốt bằng luôn. Con chip Helio G90T này là một con chip chuyên game của MediaTek, mà với chiếc Redmi Note 8 Pro ấy thì mình đã thấy nó lúc chơi game thì nó khá là nóng rồi, không biết con này thì sẽ như nào. Mình sẽ chỉ chơi vòng trong vòng 10 phút nhá. Hiện tại thì đang là 17:42, mình chơi một lúc thì để xem là nhiệt độ của nó tỏa ra sẽ như thế nào. Nó chết rồi. Nhầm hướng. Với cái mức đồ họa như này thì hiện tại cái mức FPS của nó chỉ dao động tầm khoảng 30 thôi. Tốc độ cung hình là cao thôi, chứ không phải lên đến cực cao. Lớp bung rù này thì mình thấy nó cũng khá là ok đấy, không có hiện tượng bị khựng. Giờ này bắn PUBG này mình rất thích cầm Uzi. Uzi ở đầu map này, Uzi sấy tầm gần thì thôi rồi.
Với cái bức đồ họa HD này thì mình thấy lúc nó thể hiện lên cũng khá là ổn. Nhưng mà lúc nó di chuyển thì nó không được mượt cho lắm, bởi vì cái tốc độ khung hình của nó chỉ dao động ở mức là 30 thôi. Nếu mà chơi PUBG này thì mình luôn luôn lấy làm thế nào để cho mức FPS nó cao nhất có thể, bởi vì lúc mà di chuyển ấy chỉ là con bot mà thôi. Xem chơi trò này được cái gì mà đỡ phải đi loot đồ. À, được một compare này. Được bình thuốc. Được cái giảm giật của sniper. Không có đạn 7 nhé. What? Nó chạy đâu rồi? Hiện tại thì mình thấy nó cũng tỏ ra nhiệt độ cũng khá là ấm ở trên khu vực gần cụm rồi, gần cụm cam này. Chơi nhiều, chơi lâu thì chắc chắn là nó cũng sẽ nóng lên thôi. Kể cả đến con chip Snapdragon 845 của mình ấy, mình đang chơi trên chiếc Mi 8 mà chơi một lúc thôi mà nó nóng ran lên luôn. Và pin của chiếc Mi 8 hiện tại bây giờ của mình nó cũng đang bị chai đi rồi ấy. Dùng nó tụt pin cũng khá là nhanh. Cái pin của sản phẩm này thì chiếc chai mình quên không bật cái phần trăm pin lên, nhưng mà với viên pin 4300 mAh ấy thì chắc chắn là nó sẽ chơi được rất là lâu. Và chiếc máy còn đi kèm theo sạc nhanh là 30W nữa. Mình thử giảm xuống mức đồ họa là thấp nhất đi, xem là trải nghiệm nó có tốt hơn không. Ok. Đó.
Khi mà chuyển sang cái kiểu đồ họa làm mượt này thì các bạn để thấy là nó sẽ không có hiệu ứng đổ bóng lấp cây lấp nhất, thì các bạn sẽ quan sát được địch nó dễ hơn. Như kia thì ví dụ như nhà này, nhưng mà ánh sáng mặt trời thì nó sẽ đổ bóng đi. Bù lại thì đồ họa nó không được đẹp so với HD, nhưng mà mình thấy là bắn như này nó quen hơn. Mình sẽ thử vào lái xe xem sao. Với việc mà giảm xuống cái đồ họa làm mượt ấy, thì chúng ta sẽ đẩy lên mức khung hình là cực cao, nên là sẽ chơi nó mượt hơn rất nhiều so với kia, so với mức đồ họa là cao, mức khung hình là cao chứ. Coi, thực sự là nó cũng khá là nóng lên rồi đấy. Vậy thì mình cũng có thể khẳng định rằng là những chiếc máy mà trang bị con chip Helo G90T này thì chắc chắn là nó sẽ rất là nóng khi mà các bạn chơi game. Đó, trải nghiệm của mình về tựa game PUBG Mobile ở trên con chip Helo G90T với chiếc Redmi 6 là vậy thôi. Hy vọng là cũng có thể giúp ích được các bạn mường tượng ra được khả năng chơi PUBG của nó sẽ như thế nào. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang với tựa game Liên Quân Mobile nhé. Bọt này, bọt. Ui. Ok, bây giờ thì sẽ chuyển sang tựa game Liên Quân Mobile. Ok, mình đã chuyển sang tựa game Liên Quân Mobile. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem phần đồ họa nhé. Ở đây thì nó có thể bật được FPS cao này. Tốc độ khung hình là độ phân giải HD có thể lên mức là siêu cao. Còn chất lượng hình ảnh thì cái này nó không thể nào bật lên được mức là HD được, mà nó chỉ ở mức là cao thôi. Chất lượng chi tiết cũng ở mức cao. Đó, ok, và đấy là toàn bộ cái phần đồ họa mà chiếc Redmi 6 này có thể thể hiện được ở trên cái tựa game Liên Quân Mobile. Nó chỉ có không đẩy được mức chất lượng hình ảnh lên HD thôi, còn lại thì nó đã bật được gần như là max rồi. Giờ chúng ta sẽ vào đấu thử một game nhé. Ok, mình đã vào bên trong trận đấu. Bây giờ thì mình sẽ đi đường rồng cùng với Van Heel. Van Heel đâu rồi? Let's go. Let's go. Thằng Van Heel mày ngu thế nhỉ? Đến đây tao support cho. Lại đi tranh đường với lại Triệu Vân, nó lại chửi cho bây giờ. Hiện tại mức FPS nó đang là 60 này. Để xem là trong quá trình combat thì nó có tụt hay là giảm đi bao nhiêu nhá. Hiện tại bây giờ máy cũng khá là nóng ấy, mình chơi liền một lúc hai tựa game Liên Quân và PUBG. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bán heo mình lên đây. Ui trời chết rồi. Đùa. Chết cha.
bị chúng nó hấp diêm tập thể. À, vừa nãy mình còn bác một chút thì FPS của nó vẫn là mức là 61 luôn. Không thấy bị tụt, vừa nãy mình thấy nó không tụt, không giảm đi một chút nào. Rất là khó hiểu. Bình thường thì cái F, à đây, giờ nó có nhảy lên này. Vậy là nếu như mà trong quá trình con bác như vậy mà nó giữ được FPS như thế là cũng khá là ok đúng không? Bình thường cũng vẫn chỉ là 61. Không được ăn chim của tao. Mày giỏi thì mày ra đây. Hồi nãy tao bị quê tập thể thôi. Một trận một với tao nào. Mình đã support đường giữa vậy. À không, kiểm soát được rồi. Mình vẫn giữ đường mình vậy. Mày ra đây. Mày gọi mày ra đây. Lại gặp Nakroth chẩu rồi các bạn ạ. Thấy chửi nhậu suốt từ đầu game giờ. Chết không. Ui, vẫn không chết. Cú nhở. Lạc thế. Thôi mình té lên luôn các bạn. Chụp nó lên rồi. Hai cân một không chột cũng què. Chết. Lại bị kẹp mà. Cú thật. Được, nó rốt được. Mình thấy chiếc máy này chơi Liên Quân ok, không có vấn đề gì cả. Mỗi tội là hơi nóng một chút, hơi nóng một thôi nhá, hơi nóng một chút thôi, mình chơi liền một lúc hai game mà. Đấy, Nakroth nó bảo nó chửi AD này, chửi văn hên này.
muốn win thì đẩy trụ đi các anh em ơi. Cú thật. Ok, mình có lẽ là mình test cái tựa game Liên Quân Mobile cũng như PUBG Mobile. Như vậy là cũng khá là ổn rồi. Thứ nhất về phần tựa game PUBG Mobile thì bạn cũng có thể chơi được mức đồ họa là cao nhất là HD và tốc độ khung hình là cao. Thì chơi như vậy thì các bạn sẽ được cái đồ họa nó đẹp hơn một chút, nhưng mà khi khung hình của nó thì không được mượt mà để các bạn chơi. Vậy nên là mình khuyên các bạn nếu mà chơi PUBG Mobile thì nên giảm xuống mức mượt đi để lấy tốc độ khung hình là cực cao. Cái thứ hai về tựa game Liên Quân Mobile mà mình đang chơi đây thì nó có thể gánh được rất là tốt. FPS thì luôn luôn dao động mức 60. Và mình thấy ít khi hiếm khi nó tụt FPS lắm. Đó. Ngày xưa nếu như mình test với những con chip đến từ MediaTek ấy, thì thường thường nó lúc đầu thì FPS cao thì cao thật, nhưng mà nó hay bị drop, hay bị tụt kinh khủng luôn. Bây giờ thì với con chip này thì nó đã kiểm soát được FPS khá là tốt. Mức FPS nó luôn dao động mức là 60-61. Đó. Ok, còn về cái nhiệt độ khi mà chơi game thì nó vẫn nóng như còn chiếc Redmi Note 8 Pro. Đó. Còn lại thì mình thấy pin thì trâu rồi, với 4300 lại còn sạc nhanh VOC 4.0 30W. Ok, còn các bạn nghĩ sao về khả năng chơi game của chiếc Realme 6 thì xin mời để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.